chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình du lịch Việt Nam, Việt Nam Traveler, phát sóng 9:05 mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên VTV1. Cuối tuần, thời gian của những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn hay là du lịch trải nghiệm nghỉ dưỡng, Minh Châu cũng đã sẵn sàng cho chuyến đi thú vị này. Và đi du lịch chưa bao giờ tiện ích như hiện nay, khi mà hầu hết khâu chuẩn bị chúng ta đều có thể thực hiện nhờ các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thực tế cho thấy, với thiết bị di động, người ta có thể lên kế hoạch cho toàn bộ chuyến đi, từ đặt vé, đặt dịch vụ đến tìm kiếm thông tin về địa điểm tham quan. Hay chọn hướng dẫn viên trong chuyến đi mà không cần tương tác trực tiếp với bất kỳ người nào. Các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh cho phép khách hàng có thể khai thác thông tin, thực hiện các thao tác giao dịch và tích hợp nhiều tiện ích khác nhau. Ví dụ, điện thoại thông minh còn được sử dụng để mở cửa phòng khách sạn, để đặt các bữa ăn phục vụ tại phòng hay đặt các dịch vụ bổ sung trong khách sạn. Vâng, rõ ràng là chuyển đổi số đã giúp chúng ta đi muôn nơi. Còn đối với Minh Châu, điểm đến cuối tuần này của mình là danh lam thắng cảnh ở thủ đô Hà Nội. Trong năm 2023 thì Sở Du lịch Hà Nội đã có kế hoạch triển khai số hóa các điểm đến trên hệ thống địa điểm du lịch tại Việt Nam qua các giao diện ảnh 360 này, 3D này, công nghệ thực tế ảo hay là triển khai vé tham quan điện tử. Điều này thì góp phần chuyển đổi số và phát triển du lịch theo hướng hiện đại hơn. Một tấm vé điện tử sử dụng ra vào cho cả đoàn, đăng ký hệ thống thuyết minh tự động bằng 12 ngôn ngữ. Du khách hoàn toàn chủ động khi tham quan văn miếu Quốc Tử Giám. Di tích này cũng đã thực hiện số hóa một số nội dung thông tin của 40 hạng mục mã hóa thành các QR code cho khách tìm hiểu. Giải quyết được rất là nhiều cái nhu cầu của khách. Ví dụ như trước đây thì một ngày có thể là thuyết minh khoảng 20 đoàn cho khách hoặc thậm chí 30 đoàn. Nhưng mà với cái công nghệ cũng như với cái thiết bị tự động này thì một ngày có thể là phục vụ khoảng 100 đoàn cũng được. Hiện nay, thuyết minh tự động còn nâng cao chất lượng cho các điểm đến. Du khách đang có những trải nghiệm tiện ích và trọn vẹn hơn. Lần đầu tiên tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, thế nhưng nữ sinh viên Hàn Quốc này không hề gặp trở ngại khi tra cứu các thông tin về từng tác phẩm. Âm thanh rất là tốt, dễ hiểu. Tôi có thể dễ dàng nghe nội dung thuyết minh bằng tiếng Hàn và thực sự ấn tượng với các tác phẩm tại đây. Nhiều công nghệ mới cũng được kịp thời ứng dụng. Kính VR đang hỗ trợ tích cực cho du khách có được hình dung toàn diện hơn về điểm đến. Chất lượng hình ảnh rất tốt, một trải nghiệm thú vị giúp tôi hình dung rõ hơn và thậm chí như được đi xung quanh công trình này. Chỉ cần cử động là có thể nhìn thấy mọi góc. Tôi nhìn rõ hơn về công trình, các chi tiết kiến trúc. Làn sóng chuyển đổi số trong du lịch không chỉ diễn ra ở thành phố lớn mà đã lan tỏa tới nhiều tỉnh thành. Nhiều điểm đến nổi tiếng của Thanh Hóa đã được cập nhật trên ứng dụng thông minh. Ứng dụng du lịch thông minh đã và đang trở thành công cụ hiệu quả kết nối giữa nhà quản lý, doanh nghiệp và du khách để đem lại những cái sản phẩm du lịch hoàn thiện, chất lượng cao và trải nghiệm trọn vẹn. Việc ứng dụng cái công nghệ mới như vậy thì sẽ giúp cho là tăng cường cho du khách có thể trải nghiệm trước khi là quyết định đi du lịch cũng như là trải nghiệm thực tế ở địa điểm du lịch. Chuyển đổi số, thay đổi trải nghiệm, điều này thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi để đi trước nhu cầu khách hàng. Dù là đã đến lăng miếu Quốc Tử Giám rất nhiều lần rồi, nhưng mà lần này đối với Minh Châu thật sự ấn tượng hơn rất là nhiều, bởi vì có tương tác trên số. Không chỉ số hóa các dịch vụ tiện ích, số hóa thông tin dữ liệu tại địa điểm tham quan, mà gần đây ngành du lịch cùng với các doanh nghiệp còn tận dụng tối đa các nền tảng số để truyền thông quảng bá, chẳng hạn như là các trang web này, các nền tảng mạng xã hội hay là các ứng dụng. Bảo tàng Quảng Ninh là một trong những điểm đến du lịch tiên phong của tỉnh, ứng dụng công nghệ 3D xây dựng bảo tàng ảo, giới thiệu toàn bộ nội dung cơ bản về các không gian trưng bày. Nhờ đó, việc quảng bá hình ảnh điểm đến hiệu quả hơn, tiếp cận được nhiều đối tượng khách hơn. Nhờ bảo tàng ảo với những tương tác 3D giúp ông Noel, du khách Anh tìm hiểu trước thông tin tổng quan của bảo tàng trước khi trực tiếp khám phá điểm đến. Tiếp ạ.
Tôi nghĩ khi khám phá mỗi vùng đất mới, bảo tàng là nơi chúng ta nhất định phải đến, nơi chúng ta có thể tìm hiểu về văn hóa lịch sử của nơi đó. Ở đây với bảo tàng ảo này, các bạn sử dụng công nghệ như một cách quảng bá hiệu quả điểm đến. Cái bảo tàng ảo này, công nghệ này thì sẽ để dễ dàng để cho mọi người có thể tìm kiếm mọi thứ bên trong bảo tàng một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và chính xác nhất. Mình thấy rất là thích và đặc biệt là có trải nghiệm như vậy thì cảm giác dường như mọi người sẽ nhìn thấy mọi thứ chân thật hơn rất là nhiều. Là trọng điểm du lịch của miền Bắc và cả nước, ngay từ năm 2016, các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại Quảng Ninh đã chủ động chuyển mình thích ứng với dòng chảy chuyển đổi số, đa dạng hóa các kênh truyền thông trên nền tảng số như website, mạng xã hội Facebook, Zalo hay các ứng dụng thông minh. Hiện du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin du lịch Quảng Ninh được tích hợp trên mọi nền tảng máy tính hay thiết bị di động thông minh. Chúng tôi sẽ định hướng thị trường và đối với tùy những thị trường khác nhau thì chúng tôi sẽ có những cái ứng dụng công nghệ khác nhau trên quan điểm là sẽ phù hợp với đối tượng khách hàng và cũng như là đối tượng lứa tuổi cũng như sở thích của các đối tượng du khách. Cùng với cơ quan quản lý nhà nước, các điểm đến doanh nghiệp du lịch dịch vụ, nhiều người trẻ cũng đang nỗ lực chung tay quảng bá thúc đẩy du lịch Quảng Ninh phát triển thông qua các ý tưởng ứng dụng công nghệ. Chúng tôi tạo ra chip app để làm sao người đi du lịch có thể kết nối và nói chuyện trao đổi được với các người dân ở bản địa ở một khu vực nào đó. Thì như thế là bạn sẽ rất là yên tâm khi bạn đi du lịch. Các giải pháp tối ưu hóa công cụ truyền thông trực tuyến nhằm khai thác tối đa những lợi ích từ Internet cho hoạt động quảng bá du lịch đang được ngành du lịch Quảng Ninh tích cực triển khai, hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, bắt kịp với sự phát triển của du lịch khu vực và thế giới. Những ngày này thì nhiều bạn trẻ yêu du lịch đang cùng tham gia sáng tạo nội dung trong chiến dịch truyền thông Hello Việt Nam. Và cái bắt tay giữa các địa phương cùng với ứng dụng TikTok hứa hẹn là cầu nối để các giá trị văn hóa đậm chất vùng miền hay là những cảnh đẹp tuyệt sắc trên khắp mọi miền đất nước sẽ lan tỏa dễ dàng hơn tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Và câu chuyện này sẽ kết thúc chương trình Du lịch Việt Nam ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai. Cảnh sắc Ninh Bình dưới góc nhìn review tươi đẹp và sống động. Hàng ngàn nội dung video ngắn quảng bá cho cảnh đẹp Việt Nam đã được các bạn trẻ xây dựng và quảng bá trong chiến dịch Hello Việt Nam. Cái việc được tham gia dự án Hello Việt Nam là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể góp phần giới thiệu và quảng bá du lịch Việt Nam với gần 1 triệu người theo dõi mình trên nền tảng TikTok. Đối với riêng mình thì mỗi địa phương tại Việt Nam đều có những cái điểm đặc sắc về du lịch và văn hóa riêng, thì cho nên là chúng ta cần phải đầu tư nhiều trong việc xây dựng nội dung. Cái mình đầu tư nhiều nhất chắc là thời gian á, thời gian để tìm hiểu địa điểm rồi thời gian quay dựng edit video. Nhưng mà mỗi khi làm ra được một cái sản phẩm có hình ảnh, nội dung, chất lượng thì mình thấy vui lắm. Từ cuối năm 2020, Sở Du lịch Hải Phòng và TikTok Việt Nam cũng đã có sự trao đổi, hợp tác tổ chức chiến dịch truyền thông Hello Hải Phòng nhằm quảng bá các điểm đến và đặc biệt là ẩm thực Hải Phòng trên nền tảng TikTok. Chiến dịch Hello Việt Nam đã, đang và sẽ là một nguồn cảm hứng dành cho du khách trong và ngoài nước tìm đến với những địa danh, với những thành phố mà chúng tôi đã giới thiệu hoặc có cơ hội giới thiệu trong tương lai đến với mọi người. Đẩy mạnh liên kết nhằm tăng chất lượng và sức hấp dẫn cho các sản phẩm truyền thông, quảng bá trên các nền tảng số. Đây được xác định là một trong những giải pháp để ngành du lịch tiếp tục phát triển bền vững.